Chào tất cả anh em của BN Gaming. Như vậy sau một thời gian thì Đấu trường Chân Lý Mobile cũng đã hé lộ ngày ra mắt phiên bản chính thức. Cũng giống như cách ra mắt Alpha Test Đấu trường Chân Lý Mobile lần trước và huyền thoại Runeterra. Lần này Riot Games đã chính thức xác nhận thời gian phát hành chính thức của Đấu trường Chân Lý Mobile. Không còn là những tin đồn như Liên minh huyền thoại tốc chiến. Cách mà Riot Games đang làm đối với huyền thoại Runeterra và Đấu trường Chân Lý Mobile khiến cho game thủ vô cùng bất ngờ. Từ cách ra mắt phiên bản Alpha Test tại một số thị trường cho tới cách Riot tung ra thời điểm phát hành game đều là do người chơi há mồm ngạc nhiên. Vừa qua, Riot Games đã bất ngờ xác nhận thời gian sẽ phát hành Đấu trường Chân Lý Mobile trên cả hai nền tảng Android và iOS. Cụ thể, vào ngày mai, tức ngày 19 tháng 3, Đấu trường Chân Lý Mobile sẽ chính thức đến tay game thủ tại hầu hết quốc gia và khu vực. Thị trường Đông Nam Á và Trung Quốc cũng được xác nhận sẽ phát hành sau đó một vài ngày. Như đã thông báo trước đó, Đấu trường Chân Lý Mobile sẽ hỗ trợ chơi đa nền tảng tại nhiều khu vực. Nhưng đáng tiếc lại không bao gồm Đông Nam Á và tất nhiên là có cả Việt Nam. Garena sẽ tiếp tục hỗ trợ Đấu trường Chân Lý trên máy tính và tài khoản Liên minh huyền thoại trên Garena mà bạn sử dụng để chơi Đấu trường Chân Lý vẫn sẽ hoạt động bình thường. Tuy nhiên, game thủ không thể sử dụng tài khoản Garena để đăng nhập Đấu trường Chân Lý Mobile. Còn về cách tạo tài khoản Riot để chơi Đấu trường Chân Lý Mobile thì các bạn sẽ xem lại video trước mình đã hướng dẫn. Link mình để dưới phần mô tả nha. Hệ thống đấu hạng cũng sẽ được áp dụng ngay lập tức trên phiên bản mobile lần này. Hiện tại vẫn cần phải chờ một vài ngày sau để biết liệu Đấu trường Chân Lý Mobile có được Riot Games phát hành tại Việt Nam hay không, tương tự như thị trường Đông Nam Á hay không. Bởi trước đó, đích thân Riot Games đã xác nhận vẫn cần phải tìm kiếm đối tác để hỗ trợ người chơi dày dặn kinh nghiệm nhất, đồng thời phát triển đội ngũ Riot Đông Nam Á và hoàn thiện tất cả các thủ tục, các yêu cầu cần thiết để được quyền phát hành game trong khu vực. Vì vậy, việc hợp tác với một công ty tại Việt Nam để có thể phát hành Đấu trường Chân Lý Mobile một cách chính thống, tuân thủ quy định pháp luật và phát hành game của Việt Nam là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Do khả năng gặp phải những khó khăn khi bước chân vào một thị trường mới mẻ, nên Riot Games sẽ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để đồng phát hành tựa game của mình, đồng thời đề nghị phía doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các thủ tục xin giấy phép phát hành. Tuy nhiên, người chơi vẫn sẽ có cách để tải và trải nghiệm trước Đấu trường Chân Lý Mobile lần này. Còn điều đó làm như thế nào thì hãy đợi khi tựa game này chính thức ra mắt vào ngày mai 19 tháng 3 nhé. Tiện đây mình cũng nói sơ qua về cấu hình trên iOS và Android tối thiểu để chơi Đấu trường Chân Lý Mobile cho anh em nào cần. Cụ thể là Android. Với các thiết bị Android, đầu tiên hệ điều hành yêu cầu sẽ phải từ Android 5 trở lên. Yêu cầu RAM sẽ từ 2GB đổ lên và yêu cầu CPU chip Snapdragon 439 hoặc MediaTek MT6762 trở lên. Đối với iPhone, với thiết bị của Apple, có thể iPhone là chiếc iPhone chơi mượt Đấu trường Chân Lý Mobile sẽ bắt đầu từ iPhone 6S trở lên. Với cấu hình 2GB RAM, chip Apple A9 2 nhân, CPU đồ họa Power VGT 7600, game thủ chắc chắn có thể chơi mượt Đấu trường Chân Lý Mobile. Còn về cấu hình chi tiết thì các bạn có thể xem những video lần trước, mình đã làm một video riêng về cấu hình để chơi Đấu trường Chân Lý Mobile. Và trên đây là những thông tin mới nhất mình cập nhật đến cho anh em. Có thông tin gì mới mình sẽ update sau đến anh em. Còn cụ thể cách tải game như thế nào thì sau khi game ra mắt mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất về Đấu trường Chân Lý Mobile và tốc chiến nhé. Tạm biệt anh em.